Tại chapter vừa rồi, Robin đã có màn thể hiện ngoài sức tưởng tượng, bộ hóa quỷ kết hợp long trào thủ, karate người cá và haki vũ trang một tay bẻ gãy cổ cả đến đầu Toby Robbo, Black Maria. Đây cũng là thành viên cuối cùng của nhóm bị đánh bại, Liên minh Đồng Nát chính thức vô hiệu hóa lực lượng mạnh thứ hai dưới trướng Kaido, báo hiệu lợi thế nghiêng về phía Liên minh. Còn Momonosuke có quyết tâm nhờ Shinobu biến bản thân thành người lớn, giúp Luffy quay trở lại trận chiến, đồng thời tự tay cậu sẽ chiến đấu với Kaido, mặc kết quả thành bại ra sao. Vậy, với tình thế đảo chiều, họ sẽ làm gì tiếp theo để hạ gục thế lực Okaban còn lại? Hôm nay, mời anh em cùng Bì Tử Hoàng tìm hiểu và tóm tắt chapter 1022 của One Piece với tiêu đề Zoro và Sanji chống lại King và Queen, hỏa vương tộc của King bị chính phủ tiêu diệt. Trước khi vào video, tớ có một mini game nho nhỏ dành cho các bạn. Luật chơi như sau, tớ sẽ đưa ra câu đố về Aquano lần này, các bạn chỉ cần trả lời đúng hoặc sai. Nếu trả lời sai, thì hình phạt của bạn sẽ là bấm like và subscribe cho kênh phân tích anime. Nếu bạn đoán đúng, bạn sẽ nhận được nụ cười của Editor. Và câu hỏi đố vui hôm nay là, sau khi dạt vào bờ biển Wano, sinh vật đầu tiên Luffy gặp là con khỉ đầu chó Hihimaru, đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay comment ở phía dưới, kết quả sẽ được tiết lộ ở cuối video nhé. Trang bìa chapter 1022 được làm theo yêu cầu của độc giả, với hình ảnh thành viên tộc Tontota chơi trốn tìm trong bụi hoa cẩm tú cầu với một chú ếch, cùng tiêu đề Tinh Anh lên sàn. Mở đầu, màn thông báo bại trận của đám Toby Robbo, nhà chiến thuật sử dụng Kibi Dango của Otama chênh lệch lực lượng hai bên đã được thu hẹp. Phía bên Liên minh Samurai gia tăng quân số lên 4.500, đối đầu với 3 vạn quân bên kia chiến tuyến. Thiên thời địa lợi gần như đảo chiều nghiêng về phía Liên minh Đồng Nát. Tuy nhiên, Onigashima vẫn đang lơ lửng tiến gần vào lãnh địa Wano, chỉ còn 15 phút nữa cả hòn đảo sẽ đáp xuống Hoa Đô, hủy diệt tất cả mọi thứ. Trong khi đó, Luffy sau khi ăn uống no nê phục hồi sức lực nhưng vẫn chưa thể lên đỉnh đầu lâu. Do Momonosuke vẫn chưa kỳ kèo xong với Shinobu, cậu chưa thể biến lớn hóa rồng làm xe ôm. Quay trở lại tầng 3 lâu đài là màn combat giữa Fukurokuchu và Raizo, hai Shinobi máu mặt tại Wano khi xưa. Họ chiến đấu như một Naruto thực thụ, thi triển nhẫn thuật liên hồi. Nhưng thay vì dùng đến mấy cái loại độn, Raizo thi triển phân thân, lấy số lượng để chất lượng. Mặt khác, Kurokuchu cũng không vừa, hắn sử dụng một loại nhẫn thuật biến dài tai thành vũ khí chiến đấu, phòng thủ chính như đặt tấn công vũ bão. Nhận thấy nhẫn thuật chưa đủ, hắn thi triển thêm mồm thuật khiêu khích Raizo, khiến ông bị lộ chân tướng thật. Nhân cơ hội, lão tay dài đánh gục đối thủ. Raizo bằng ý chí sắt đá mà người ta thường gọi là hỏa chí, nhưng đó là với lăng lá con ở One Piece người ta gọi là quả nổ chí. Ông thể hiện lòng trung thành với chú công Oden, sẵn sàng hy sinh tất cả đem bình minh tới Wano, giúp gia tộc Kozuki lật đổ triều đại Orochi và Kaido, đưa Momo lên làm Shogun. Dựa vào không tranh, đã có 3 thành viên của Hùng Bao gục ngã, bao gồm cả thủ lĩnh Kinemon. Ngoài ra, với việc Inuarashi còn sống, chứng tỏ trận chiến giữa ông và Jack chưa hề ngã ngũ. Màn đại chiến này sẽ còn kéo dài cho đến khi thủ lĩnh của một trong hai bên gục ngã. Việc các Toby Robbo bị đánh bại đã góp phần làm giảm đi 1/3 sức mạnh bằng bách thú. Đổi lại, các thành viên phía mẫu rơm cũng gần như kiệt sức. Điển hình như Robin, ngã quỵ xuống đất sau khi dùng đến trạng thái quỷ. Hay như Frankie, sau khi dùng một lượng lớn năng lực bắn đạn xung kích, chắc hẳn anh phải nạp một lượng lớn coca may ra mới hồi phục được. Nhưng may mắn thay, bằng đã có Chopper, cậu sẽ đào lên đi gánh trị thương cho đồng đội chiến đấu. Ở một diễn biến khác, Killer phải đối mặt với Hawkins, cả hai gần như kiệt sức. Khi anh chàng người rơm chẳng còn lại bao nhiêu búp bê thí mạng, còn Killer cũng tỏ ra thở dốc. Nhưng anh vẫn kịp xin đối thủ một nhát xuyên người. Đáng tiếc, đề phòng bản thân sẽ thua, Hawkins nhanh tay biến Kit thành vật thí mạng cho mình. Theo đó, vết đâm bị chuyển sang cơ thể Kit, trong khi thanh niên sắt vụn cùng lo đang phải đối mặt với Big Mom. Đúng là aura tóc đỏ không chừa một ai. Đây được xem là con át chủ bài của Hawkins, giúp hắn chiến thắng trong cuộc solo với Killer. Đứng trước lựa chọn giữa thuyền trưởng và trận chiến, Killer dường như thất thế tại trận này. Bởi chọn thuyền trưởng, chắc chắn anh và những người khác sẽ bị ảnh hưởng. Còn chọn trận chiến, anh sẽ trở thành kẻ giết thuyền trưởng. Thuyền phó bằng Kit giờ đây rơi vào thế khó. Chi tiết này khiến mình liên tưởng đến trận đánh giữa Law và Hawkins tại chapter 954. Khi tên người rơm mang đồng đội anh luật ra hù, khiến Law phải tự giao nộp mình, đổi tính mạng cho họ. Tuy nhiên tớ tin rằng, giao kèo giữa hai người không chỉ đơn giản là tính mạng lo, át thần phải là một thứ gì đó to lớn hơn. Và bằng cách nào đó, anh luật đã tự thoát và đánh bại Hawkins. Nhiều khả năng, Killer cũng sẽ giả vờ đồng ý điều kiện đưa ra, sau đó là một pha lật kèo. Nhưng, lo vốn là một người thông minh, có nhiều mưu kế khắc chế mấy trò con bò từ Hawkins và ký đầu được hắn. Còn Killer thì mình không chắc lắm.
Chưa kể đến, anh vẫn bị ảnh hưởng bởi trá quỷ Smile, nên khả năng dùng mưu kế còn phải xem xét lại. Tại sân khấu vòm sọ, với sự kết hợp giữa King và Queen, hai kẻ mạnh nhất dưới trướng Kaido, các samurai đồng minh và băng mũ rơm bị hạ gục gần hết. Đến cả Marco cũng kiệt sức khi cần hai Okaban, sau đó là một mình King. Trong khi tên vua vẫn bình an vô sự, trên người không một vết xước. Có một điều tớ không hiểu, với sức mạnh trái Toritori thần thoại, đáng lý những vết thương trên người Marco phải lập tức hồi phục. Nhưng không, theo những gì trong khung tranh, vết thương Marco vẫn còn đó. Liệu đây có phải do hết năng lượng nên anh mới thảm hại đến như vậy? Hay do King quá mạnh, hắn có thể đả thương được Phượng Hoàng giống như cách Gap đã làm tại trận chiến tổng bộ? Nếu thế thì sức mạnh King xem với Gap rồi, nghe ảo tung chảo thật sự. Theo suy đoán, trải qua khoảng thời gian dài không chiến đấu cộng thêm nghề nghiệp chính là chữa trị, khiến Phượng Hoàng chỉ có thể duy trì ngọn lửa xanh ở một khoảng thời gian nhất định. Về phần Zoro, dù đã được tiêm thuốc vaccine nhưng vẫn chưa khỏe lại, anh nằm như xác ướp Ai Cập không thể tự mình di chuyển. Thế vậy, Sanji quay sang đá thẳng vào mồm Queen câu giờ, còn King vẫn huy động lực lượng bắt Zoro. Thấy trận chiến hỗn loạn, Perospero thừa nước đục thả câu với ý định bắt lén Sanji. Vừa cầm cây ốp lên ngắm, Nekomamushi lập tức có mặt ký đầu thanh niên lếu lều, đưa hắn đến một nơi khác combat. Trận chiến sắp tới sẽ là màn solo giữa Nekomamushi và Perospero. Nó mang ý nghĩa cho việc trả thù Pedro bởi tại sự kiện đảo bánh kẹo nhằm giúp nhóm mũ rơm chạy thoát, lão báo đã ôm bom tự sát giữ chân con trai Big Mom. Quay trở lại trận chiến, trong lúc Sanji bận đá Queen thì King đã tìm thấy Zoro, định dùng hỏa độn thiêu chết đối thủ. Marco tỉnh lại đúng lúc ngăn chặn hoàn toàn ngọn lửa. Đồng thời anh cũng tiết lộ bộ tộc của King thuộc một loài hóa chủng sống trên đỉnh Hồng Tuyến, Red Line. Đến đây tớ nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng giống loài của hắn trên Hồng Tuyến nhiều khả năng liên quan đến chính quyền thế giới. Bởi đó là nơi họ đặt thánh địa Marichoy. Với một chủng tộc bình thường, không lý nào chính quyền lại động đến làm gì cho nó mất công. Vậy nên bộ tộc King có thể dính líu đến vương quốc cổ đại, hoặc chỉ đơn giản là đám Thiên Long Nhân muốn chiếm đỉnh của Chop nên hủy diệt cho vui thôi, có được không? Sau màn múa võ tay đến võ mồm, Marco lập tức bỏ cuộc méo thèm chiến đấu nữa, như lại đất diễn cho tân binh. Căn vừa đúng thời gian, Zoro tỉnh lại với sự reo hò vui mừng của đám liên minh. Sau đó anh đầu tảo kết hợp cùng anh đầu vàng đồng loạt tấn công King và Queen, đồng thời khẳng định một câu chắc nịch rằng nếu chúng ta thắng trận này thì việc Luffy trở thành vua hải tặc nằm trong tầm tay. Zoro nói điều này cũng có lý, vì dù gì kẻ thù họ chiến đấu là hai đối thủ cực mạnh dưới trướng Tứ Hoàng. Nếu đánh bại cả hai, chứng tỏ Zoro và Sạn đã sẵn sàng trong công cuộc tìm kiếm vị trí tấm Pony Clip cuối cùng, trở thành cánh tay phải và cánh tay trái cho một tần Tứ Hoàng. Ngoài ra, chi tiết họ cùng nhau hợp sức chống lại đối thủ đã lặp đi lặp lại rất nhiều trong các chapter trước, điển hình như màn combo và thất vũ hải Kuma hay màn giải cứu Toko, v.v. Đến đây, dường như ta đã lầm tưởng rằng Zoro sẽ quay trở lại đỉnh Onigashima phối hợp cùng Luffy và Yamato đánh bại Kaido. Nhưng không, cả Zoro và Sanji sẽ trực tiếp đối đầu với King, Queen. Điều này đồng nghĩa với việc Luffy sẽ một mình chiến đấu với Kaido, hoặc còn một trường hợp khác, Luffy, Yamato và Momonosuke trưởng thành sẽ hợp sức ngăn chặn Kaido trong vòng 15 phút. Về phía Marco, việc anh từ bỏ đất diễn nhường cho anh đầu tảo, liệu có phải anh đã hết vai trò trong arc này? Theo mình nghĩ là không hẳn. Dựa vào truyền thuyết Momotaro Nhật Bản, có đến 3 con vật bao gồm chó, khỉ và chim hỗ trợ hợp sức chống lại con quỷ. Vậy nên rất có thể khi Momonosuke đưa Luffy lên lại Onigashima, lù tượng trưng cho con khỉ, Yamato đóng vai chó và Marco chính là chim, còn Momonosuke sẽ là Momotaro trong truyền thuyết, bốn người họ sẽ hợp sức chống lại sinh vật mạnh nhất thế giới. Suy đoán trong chapter tiếp theo, tại trận chiến vòm sọ, cả Zoro và Sanji sẽ phát huy toàn bộ sức mạnh. Đối với Zoro, anh sẽ vận dụng Haki Báo Vương vào vũ khí, đồng thời áp dụng khả năng chém đôi ngọn lửa như cách anh vô yêu hóa lại đòn đánh Kaido để chống lại khả năng tạo lửa của King. Chưa kể đến trong video trước, tớ có đề cập đến giả thuyết về việc Zoro mà mắt phải thức tỉnh Haki quan sát đạt cảnh giới như Mihawk. Còn King sẽ sử dụng đến thanh kiếm dắt bên hông chiến đấu, chứng tỏ trình độ kiếm sĩ. Về cặp Sạn và chú hề Queen, anh Lông Mày Xoắn sẽ sử dụng đến bộ đồ đột kích chống lại vũ khí công nghệ. Trận chiến này sẽ nổ ra giữa các công nghệ 4.0 với nhau, thêm vào đó là khả năng thể chất, tinh thần, sức mạnh và Haki. Đến đây tôi nghĩ rằng, ngoài Haki và trá quỷ, vũ khí khoa học sẽ trở thành thế lực sức mạnh thứ ba cân bằng hai thứ còn lại. Bởi chúng ta hãy nhìn vào cách Franky hạ gục Sasaki đã chứng tỏ sự phát triển vũ khí khoa học đủ sức hạ gục trẻ doan. Mặt khác, Momonosuke sẽ thuyết phục thành công Shinobu biến cậu thành một thiếu niên trưởng thành, cầm theo thanh kiếm Ame no Hakabiri hóa rồng, đưa Luffy lên đỉnh đầu lâu cùng nhau hợp sức chống Kaido.
và chính Momo cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hòn đảo di chuyển đến Hoa Đô trong 15 phút tiếp theo. Vì chỉ có hai cách mà mình nghĩ ra được giúp họ vô hiệu hóa đám hỏa vân do Kaido tạo nên. Một là đánh bại hắn. Hai là Dâm Long dùng đến khả năng nhân tạo tác động đến các đám mây. Ok, đến với phần công bố kết quả câu hỏi minigame. Sinh vật đầu tiên Luffy gặp không phải Hihimaru và câu trả lời là sai. Con cua không tên này mới là sinh vật đầu tiên lẩu bắt gặp. Vậy nên, ai đoán sai thì giờ như chúng ta đã bàn, hãy bấm like và subscribe cho Bì Tử Hoàng Đe. Nếu bạn là thành viên mới, hãy comment phía dưới để chúng mình có thể đưa comment của bạn lên chuyên mục Bạn Comment tớ trả lời nhé. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu và tóm tắt chapter 1022 của One Piece với tiêu đề Zoro và Sanji chống lại King và Queen, hỏa vương tộc của King bị chính quyền tiêu diệt. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye! Thank you.